Như anh em đã biết, ở trong Minecraft có một bản mod giúp anh em bê những đồ vật nhất định ở trong game. Như hôm nay, Chun sẽ chơi một con map có thể bê được đồ vật mà không cần mod gì cả. Tin Chun á? Từ từ, bình tĩnh. Và con map đó có tên là Shadow Runner Deluxe. Deluxe. Ở đấy. Trong con game này, anh em sẽ phải bê một chiếc hộp để vượt qua từng màn chơi bằng cách giải đố. Mỗi màn chơi sẽ có một độ khó khác nhau. Và trong trò này, chúng ta có thể ghi hình lại bản thân và triệu hồi ra một cái bóng đen làm y chang những gì chúng ta đã làm. Và chúng ta phải phối hợp với cái bóng đen đó để vượt qua màn chơi. Đó chỉ là một số thử thách rất nhỏ trong nhiều thử thách trong game này, nên cần phải sử dụng rất là nhiều não. Rất là thú vị phải không? Ok, để trước khi bắt đầu video, anh em hãy dừng lại vài giây để cho Chun xin một lượt thích cũng như là nút đăng ký để Chun có thêm động lực ra những video hay và chất lượng hơn nha. Và nếu như anh em muốn tự trải nghiệm con map này thì Chun sẽ để link dưới phần mô tả nha. Ok, giờ thì vào video thôi. Let's go. Ok, và đây chính là màn hình game của chúng ta. Yes sir, chúng ta thấy cái gì cổng cổng xanh xanh ở dưới kìa. Và chúng ta có thể di chuyển lên để chọn cái play option bằng cách là ấn đi lên đi xuống. Và nghe phê vãi. Để mà chọn á thì chúng ta sẽ ấn nhảy. Kiểu nhẹ, chúng ta vào chơi luôn này. Ok, chúng ta sẽ ấn Q để restart một màn chơi. Và nhấn nút subscribe để đẹp trai nha anh em ơi. Nhấn F để thấy, để nhảy cái cục lên. Thấy cục nào đâu? Ở đây à? Hello. Cần lưu ý một điều, nút để nhặt khối lên là nút đuổi vật phẩm từ tay này qua tay kia. Anh em muốn chơi anh em phải để ý cái đấy. Sau khi lụm được cục xong rồi, ta chỉ cần đến chỗ của cái phiến đỏ rồi thả cục đó xuống là cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra. Ok, đến căn phòng theo. Bàn thứ hai không khác gì bàn một. Ta chỉ cần nhấn nút để thả cục đó xuống và bên cạnh chúng ta có một cái cửa có hình tam giác. Tam giác là tách giao. Có nghĩa là Chun cần phải kích hoạt phiến đỏ có hình tam giác để mở cánh cửa đó ra. Trong đó chúng ta phải thực hiện một đoạn parkour đơn giản để lấy chiếc hộp thứ hai. Và cánh cửa chúng ta cần vượt qua cần phải kích hoạt phiến có hình vuông và hình bát giác. Chúng ta đã có đủ cả hai hộp để kích hoạt rồi. Việc ta chỉ cần đưa hai chiếc hộp đó vào đúng vị trí và đi qua cánh cửa tiếp theo thôi. Go. Chamber 3. Căn phòng tiếp theo thì nhìn rất giống giảng đường ở trên đại học. Và với cái tính thích leo trèo của mình thì Chun đã thử đứng lên chiếc hộp đó và muốn nhảy qua. Và đương nhiên game này thiết kế ra không để làm điều đó. Đặt chiếc hộp vào phiến đỏ, nó đã đẩy lên cho mình một block để nhảy lên. Trên tầng 1 chúng ta sẽ phải với lấy chiếc hộp để kích hoạt cho block tiếp theo để nhảy lên tầng 2. Lặp lại điều đó một lần nữa là đã tới được màn thứ 4. Chamber 4. Ta có một cái nút, ta có một cái hộp thời gian ở đây. Bắt đầu từ bàn này sẽ thú vị hơn. Trong phòng sẽ có một cái khối icon hình đồng hồ. Khi click chuột phải, nó sẽ bắt đầu đếm ngược từ 30 giây. Trong 30 giây đó, nó sẽ ghi hình lại hành động của chúng ta. Mình có thể đợi cho nó hết 30 giây hoặc có thể click chuột phải để dừng bất kỳ lúc nào. Click thêm một lần nữa, nó sẽ triệu hồi ra một cái bóng đen và làm y chang những gì chúng ta đã làm. What the fuck? À, ở đây hả? Star Crusher. Chú hiểu rồi. Đến với màn thứ 5, bàn này thì giúp chúng ta làm quen với cái bóng của chúng ta thôi. Nên chỉ cần lấy chiếc hộp được thả xuống, rồi đặt vào phiến hình vuông. Sau đó ghi hình lại bản thân để cho cái bóng đứng vào phiến tam giác còn lại. Trong này anh em phải để ý, có một cánh cửa có hình tam giác và hình cấm ở đây. Có nghĩa là khi nào phiến tam giác được kích hoạt thì cánh cửa sẽ khóa lại. Nên chú sẽ phải vào trước cánh cửa đó trước khi cái bóng của chú kích hoạt phiến tam giác. Mày đau đầu chưa? Đến với màn thứ 6, sẽ có một cánh cổng màu xanh và nó sẽ không cho bất kỳ cái hộp nào đi qua, kể cả hố thức ăn KFC bị thả ở đâu đó. Trên tầng thì chúng ta sẽ có hai cái phiến đỏ là hai phiến giúp chúng ta vượt qua cánh cửa tiếp theo. Nếu như không thể cho chiếc hộp đi qua cánh cổng màu xanh thì Chun đã thử ném chiếc hộp đó lên trên, nhưng vì do thằng nhân vật tay quá ngắn và game này không có quán tính của chiếc hộp nên Chun đã phải đọc tiếp của game. Và Chun nhận ra cái bóng của Chun có thể cầm được chiếc hộp đó và có thể đưa cho Chun. Với cái việc cái bóng có thể cầm được chiếc hộp và câu chuyện ném hộp lên trên tầng 2 thì Chun quyết định cho cái bóng của Chun cầm và đưa lên trên cao, còn Chun sẽ ở trên tầng 2 và cầm lấy chiếc hộp mà bóng đen đưa cho. Đúng rồi, đưa đây. Sau đó để chiếc hộp vào phiến bất kỳ rồi ghi hình thêm một lần nữa để cho cái bóng kích hoạt phiến còn lại và tiến tới màn tiếp theo thôi. Ok, đến với màn thứ 7, anh em không nên để ý cái dòng chữ này làm gì. Sau khi chúng đọc xong thì chúng đã bắt đầu suy nghĩ về nó rất nhiều và đã mất gần 30 phút để vượt qua bàn chơi này. Và dòng chữ này không có tác dụng gì cả. Vì màn này rất là phức tạp nên Chun sẽ chỉ nói sơ qua vài cái và sẽ cho anh em xem đến đoạn Chun vượt qua được. Anh em hiểu được thì hiểu, không thôi. Và những màn sau cũng vậy, nó quá dài để giải thích chi tiết. Ok, bắt đầu rồi. Your shadow hay kết vào cái. Your shadow ạ. My shadow is Nick.
Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Oh, yes. Yeah. Đến với màn thứ 8 sẽ có hai cánh cổng mới, đó chính là cánh cổng màu xanh lá và cánh cổng màu đỏ. Cánh cổng màu xanh sẽ không cho cái bóng của mình đi qua, còn cánh cổng màu đỏ sẽ không cho mình đi qua khi cái bóng tồn tại. Để có thể lấy được chiếc hộp trong màn này, chúng sẽ phải kích hoạt phiến tam giác để thả chiếc hộp và phiến có hình vuông để đỡ chiếc hộp không bị rơi và biến mất. Rồi ghi hình lại và làm những hành động để chiếc bóng có thể lấy được chiếc hộp. Được rồi, tao vào, đi đi. Ô, đi thật à? Mình cứ không cần di chuyển à? Đấy, đúng rồi, hay quá. Bất ngờ thay, Jun lại thấy một cái phiến với hai lớp cánh cổng. Và chúng ta có thể tắt một cái cổng bằng cách kích hoạt phiến theo hình. Được. Jun thấy bàn này cũng đơn giản. Đầu tiên, cho cái bóng đứng vào phiến bát giác để mở cánh cửa đầu tiên cho mình. Sau đó, Jun sẽ kích hoạt phiến để làm biến mất một cánh cổng để chiếc hộp có thể xuyên qua được. Chỉ cần không để cho cái bóng chạm vào cánh cửa màu xanh lá là được. Rồi chạy lại và kích hoạt phiến gạch chéo để mở cánh cửa tiến tới màn tiếp theo. Và đây là kết quả. Ok. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Lụng, đúng rồi. Kia là được. Hay quá. Let's go. Yes. Nick. Đến với màn thứ 9. Màn này ta phải sử dụng đến hai cái bóng cùng một lúc nên khá là khoai. Tạo một cái bóng đứng vào phiến tam giác để mở cánh cửa, trong đó chứa phiến để mở cánh cửa chính. Cánh cửa đó cần kích hoạt hình vuông và bát giác, và sau đó chạy đến phiến bát giác. Trong lúc cái bóng hiện tại được tạo ra, Jun sẽ ghi hình một cái bóng khác và đi vào cánh cửa đó để kích hoạt. Bản chất cái bóng đó có thể đi xuyên qua được cả cửa. À đây, how the fuck. Đến với màn thứ 10. Màn này sẽ có rất nhiều cổng trông khá rối mắt và sẽ phải dùng đến hai cái bóng. Đấy sẽ là cái phòng để kích hoạt để lấy chiếc hộp, nhưng khi chúng đi ra thì chiếc hộp đó sẽ bị mất vì không có cái để đỡ. Thế nên chúng ta mới phải dùng đến hai cái bóng. Vì có cánh cổng màu xanh lá nên cái bóng không thể đi qua. Đầu tiên, giả sử cái bóng đó đã lấy được chiếc hộp, rồi để sát ở ngoài này để cái bóng bên kia có thể với tới, rồi nhảy sang ghi hình cái thứ hai và chiếc hộp đó sẽ để tại đây rồi lấy nó đặt vào đây để làm biến mất cánh cổng màu xanh nước biển. Ui, nó cướp luôn mà. Sau khi làm thành công, nó sẽ thả cho mình một cái hộp khác mà Jun không đề cập tới. Vì do Jun đã đi khỏi cái phòng đó nên chiếc hộp kia đã biến mất và Jun lại phải lấy lại để mở cánh cửa màu xanh nước biển. Để đây và boom. Cánh cửa vẫn chưa được mở vì do chiếc hộp đầu tiên đã kích hoạt phiến cấm. Rồi, đi thôi. Jun sẽ tạm ngưng đến màn 11 ở đây và muốn hỏi xem anh em có thích con map này không, có muốn Jun làm tiếp về cái game này không. Tất cả là do sự ủng hộ của anh em. Nếu muốn Jun làm tiếp, hãy cho video này lên con số 300 like, Jun sẽ làm tiếp. Còn giờ thì hẹn anh em vào video tiếp theo nha. Bye bye.